chào thầy cô và các bạn. Con tên là Từ Ngọc Bảo Quyên. Con 8 tuổi. Con học lúc 3.R3 trường VAS Việt Úc cơ sở Riverside. Hôm nay con sẽ thuyết trình bài hứng vaccine. Ở trong sản phẩm hứng vaccine thì ghi ra nhân vật chính của con sẽ phải hứng những cái mũi tên tiêm vaccine. Con sẽ chơi cho thầy cô và các bạn xem. Khi mà Giga hứng được một cái vaccine nào đó thì sẽ phát ra âm thanh collect. Và khi mà điểm của con lớn hơn 49 thì sẽ dừng lại tất cả và phát ra chữ bạn đã mang lại cuộc sống vui vẻ lại cho mọi người rồi. Khi mà Giga bị ăn được những cái đồ ăn không an toàn thì sẽ bị trừ điểm, sẽ phát ra âm thanh oops và sẽ bị trừ điểm. Để cho Giga của con di chuyển bằng mũi tên phải và trái thì con đã dùng khối lệnh khi bấm vào lá cờ xanh liên tục. Nếu phím mũi tên phải được bấm thì thay đổi x một lượng 5. Và nếu phím mũi tên trái được bấm thì thay đổi x một lượng trừ 5. Để cho cái vaccine làm bản sao thì bản sao cũng như là ghép hai nhân vật thành một nhân vật, hoặc là khi mà chạm ghi ra thì phát ra âm thanh you collect good stuff và xóa bản sao này thì con đã dùng khối lệnh khi tôi bắt đầu là một bản sao hiện đi tới điểm x lấy ngẫu nhiên từ trừ 240 đến 240 y bằng 180, chuyển sang trang phục lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 2 liên tục, thay đổi y một lượng trừ 7. Nếu đang chạm ghi ra chống dịch thì nếu trang phục số 1 thì thay đổi point một lượng 15, nếu không thì thay đổi điểm một lượng 5. Phát âm thanh you collect good stuff đến hết xóa bản sao này. Nếu đang chạm màu đen thì xóa bản sao này. Con cũng làm như này tương tự như những cái đồ ăn không an toàn hoặc là con virus, nhưng mà đối với đồ ăn không an toàn và virus thì nó sẽ không cộng điểm mà ngoại trừ thế. Nó sẽ bị trừ điểm và phát ra âm thanh oops. Và để khi mà cho Giga ăn được táo, ăn hứng được vaccine, hứng được vaccine rồi được cộng điểm rồi chuyển sang trang phục bắt 1, bắt 2, bắt 3 vaccine thì con đã dùng khối lệnh khi bấm vào lá cờ xanh đạt điểm thành 0, chuyển sang trang phục bắt rỗng đợi đến khi điểm lớn hơn 0, chuyển sang trang phục 1 bắt 1 vaccine, đợi đến khi điểm lớn hơn 4, chuyển sang trang phục bắt 2 vaccine.
đợi đến khi điểm lớn hơn 6 chuyển sang trang phục phát 3 vaccine. Và để cho Gigiga ăn được điểm lớn hơn 49 rồi phát ra chữ chiến thắng, thì con đã dùng khối lệnh khi bấm vào lá cờ xanh. Đợi đến khi điểm lớn hơn 49 hiện đợi 0.01 giây, dừng lại tất cả. Ở trong sản phẩm hướng vaccine này thì con có những cái con sáng tạo như là những cái chữ cái con để bên trái và phải là Giga Power, có nghĩa là Giga phép thuật. Và nữa là con cũng trang trí cho Giga đội mũ của bác sĩ và hoặc và đeo khẩu trang. Ở trong sản phẩm này thì con thích nhất là khi mà cho Giga hứng được vaccine rồi nó phát ra âm thanh click khá là thú vị. Phần thuyết trình của con đến đây là hết rồi ạ. Con cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe con. Con chào thầy cô và các bạn.